cái địa phương dùm không xanh nhỉ, nhìn đi tàn cho hao sánh tuyển quáng một sầu ít xia xà bùa pha hủy dành, một sầu ít bùa bao cho ít xia xà bùa hủy dành. Tròn tay hao lửa sĩ tứ tàu mua là ùa, cụ thỉnh hùa tư khen tàu dạ hao lửa rồng, chia ba tròn tay hủy dành hùa bọt nịa phổ trà kinh chỉ, rạp lùa truân trình, thơ lung ninh nò nho tròn tay hủy dành. Các bạn nhẹ là đôi cần giấy trần tàu thân lưỡng chia tên nông công tận trong tuyên quang hầu lì sấy tên nông công hầu đã uốn nan tại chuối thanh thiên tại chờ tư ba thứ ba nhẹ sập lửa truyền trình theo tư ba cha áo bùa hội viên tại thầu chế đôi cá bánh cuối chuông đã che chi lưỡng nhiên nhị nì tận tra lẽ một cha y thiê chu bùa hội viên tại nền góc lao chi hội cha hội viên bùa lấy phanh bùa. Hội phụ nữ phối hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức các lớp tập huấn. Các bạn nè tin rồi tu có thể công lòng khi ta lớp thiệt các kế hoạch nào trở thiệt bạn nè. Đoàn tử, các bạn nè của hoa hậu lưu trở chết đôi cá bình. Các thiệt bạn nè tại nhà, mưa hậu lưu của, giữa mưa nhẹ phơi cháu ổn nè. Hội viên có cái nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Bà Vũ Thị Nha, giấy thứ bạn nè phơi cháu ổn nè sau lần tàu tại là đôi cần. Tao chung nì bà tiết lưỡng tế ẻ chả công lòng sau la trời là cha tí kết tầng tí lời sướng thiết tí thầu là phép bà nìa phép mẹ thế chua tên lục hiệu các kế quán năng tư phép bà cản tí chí gì cho dòng trầu chả công lòng mua hông lì ùa thế mua nhiệt tiền cho chua thanh. Vốn quỹ đất của gia đình từ 2015 thì chúng tôi đã phát triển. Rồi tế án tại chuối thành thì chúng ta thiết cầu chi của tư phơi trà trần tống là tiền tin tưởng bé chuối thành mua hồ lựu ùa trở bé tập lót tua công tại sở chuối thành mua nhiệt tiền gì nuôi gì phơi trà uốn nà và chúng tôi cũng tăng thu nhập được phát triển kinh tế gia đình ngày càng đi lên. Thưa phép ba nè hậu sinh tư cho dòng sừng thế gia bệnh cho bé thiếu ba nè thì trẻ tại chợ hòa cầu hậu chuối đèn tại tranh khí ninh đại chờ nhị nì thừa phe tư phe cha lo cho thi hội viên ban nìa phải nhìa giờ vừa cho uốn nà đã dễ ót thiết lòng thì cha là cha ít thiết cho hòa cầu ban nìa vừa cho uốn nà sau lại thi gì trong chuyên nhìn trẻ ta đào cho hòa cầu sau lần tàu mưa hậu lựu ùa thêm mưa nhẹ trở tu công đại chờ phụ nữ cũng đã đứng ra tín chấp cho các bạn nè tiếp bé thì hội viên tại nhà ra bé tại nhà bé chẳng chờ thiệt chi hội chờ tới hội viên bạn nè mới xét trả tại bánh thường tại chi hội chỉ dùng thế nhiên lì giờ vừa trả uốn nà không lãi hoặc lãi suất thấp để cho các hộ vay vốn phát triển kinh tế thì các kế nè tiếp bé lớn xét về các kế uốn nà tại tây bạn nè thì thay thiệt bạn nè nữa thế cả các kế liên kết hợp vừa trả uốn nà chấm mua nhiệt tiền. Đang tạo ban nhiệt sập lửa truyền trình.